một điều dân ca sao mà nghe thấm đượm ân tình. Dòng hò ngân nga nghe náo nùng ai quan người ơi, như thương như nhớ như mong chờ trên những chiều xưa. Nhìn lục bình trôi trôi về đâu xa mãi nơi nào. Hello, xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh YouTube Trọng Cà Mau. Thì hôm nay thì một cái ngày là cũng rảnh rỗi nên là Trọng đi dạo công viên chơi, để Trọng quay sơ sơ cho mọi người xem cái cảnh thành phố Sài Gòn về khuya nha. Bây giờ là cũng là gần 12 giờ khuya rồi, nóng quá nên là Trọng phòng không có máy lạnh á, nên là đi ra ngoài đi công viên dạo chơi. Giờ để Trọng sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem cái cảnh Sài Gòn về đêm nó đẹp như thế nào nha. Sài Gòn đây ban đêm đẹp lắm nha mọi người, ban ngày thì khói bụi chứ ban đêm mới là đẹp dữ lắm. Thì có cái có thằng em bảo vệ nào mà nó đang mặc đồ bảo vệ mà nó đang hát hò mà giật giật vậy. Bây giờ lại hỏi thăm nó chơi. Khuya ở đây làm gì vậy em trai? Này em quay gì vậy? Quay quay chơi mà, quay làm em hôm nay xuống ca trực khuya quá trời rồi. Ra ngoài này đói, ăn ổ bánh mì rồi tập hát. Trời ơi, hàng chi mà ra tập hát cái gì mà thấy mà nhún nhảy dữ dằn vậy? Thì nói chung em mê hát lắm. Hồi nhỏ cứ ước mơ làm ca sĩ mà nhà không có điều kiện. Trời ơi, ước mơ làm ca sĩ luôn. Hồi nhỏ em mơ làm ca sĩ lắm. Mà lớn lên là thấy cha mẹ không có điều kiện nên em nghỉ học sớm em đi làm. Ồ vậy hả? Thôi ngồi xuống đây đi, ngồi đây nói chuyện chút. Hồi nãy giờ anh cũng không có gặp người nào nói chuyện hết trơn á, buồn quá. Ngồi đi anh hỏi cái hỏi chuyện chú ơi. Dạ. Ủa, em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 22. 22 hả? Quê đâu? Dạ em quê Sóc Trăng anh. Ủa Sóc Trăng hả? Ừ cũng gần gần anh nè. Anh ở đâu? Anh ở Cà Mau. Anh ở Cà Mau. Anh ở Cà Mau, anh ở huyện nào? Ở Trần Văn Thời á. Dạ. Ủa mà em là làm tới mấy giờ mà giờ này mới ra ngồi đây? Em đi làm sớm lắm, làm từ nói chung là 8 giờ sáng em phải làm rồi. Em làm cho tới 10 11 giờ mới về. 1 giờ về. Mà tại vì ở chung với lại mấy anh em mấy tập thể á, rồi là không có hát được. Giờ đó về hát ta chửi em chết. Nên tranh thủ mình mua ổ bánh mì này, mình ra đây mình ăn xong mình ngồi mình hát hò mình giải trí rồi chơi. Được, ra đây là tập hát luôn đúng không? Rồi cũng mát hen, anh cũng đi dạo đây nè. Ủa mà em là hát nhạc gì vậy? Em thích dân ca trữ tình. Thích dân ca trữ tình hả? Dạ. Ừ đúng rồi, dân miền Tây hát dân ca trữ tình. Anh cũng hát dân ca trữ tình nè. Anh hát dân ca hả? Anh cũng chuyên gia hát dân ca với bolero nè. Dạ dạ, anh có hay đi hát không? Cũng lai gai. Nói dạ. Chung là mùa dịch này thì gọi là ế xô. Dạ dạ dạ, anh là ca sĩ hả? Thì cũng gọi đi hát hò với người ta cho vui mà. Thế thì anh có hay ra đây không? Sao mấy hôm trước giờ em mới thấy anh ra đây à? Em mới thấy hôm nay anh quay. Không, lâu lâu mới đi. Chứ bữa nay ở nhà buồn quá. Dạ. Thấy thời tiết nó nực nực nè, ra đây chơi. Ủa, mà giờ hát dân ca hả? Hát cho anh ngang câu dài một đoạn được không? Ngại gì trời, mình có ước mơ làm ca sĩ rồi đúng không? Rồi mai mốt rồi hát trước biết bao nhiêu người luôn, rồi lỡ mình có đi thi đi thố gì bao nhiêu người mà nổi tiếng ở dưới ra làm giám khảo luôn. Tại anh quay em mới ngại á. Quay gì đâu, quay vui làm kỷ niệm mà về có gì anh úp lên YouTube chơi. Đó, anh úp làm kỳ lắm. Kỹ anh gì quay, kỹ anh quay là kỷ niệm anh xóa đi. Ừ đó, quay anh không úp đâu. Anh hứa đi em. Ok, quay về anh coi thôi chứ anh không có hát. Rồi chơi quốc thử hoài dân ca coi. Bài gì mà guộc nha. Bài gì mà em thích đúng không? Đúng rồi, bài gì mà guộc mà em thích á.
Phải đứng lên đi, đứng lên hát nó mới có hơi chứ, đứng lên lấy ổ mì làm cái micro luôn. Vậy luôn hả? Ừ, vậy đó, nó mới chất chứ. Vậy đừng đăng nha. Đăng đâu mà đăng. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, hay quá giọt mọi buồn người. Giọt cuối đêm ngày, cây cột mẹ chuối mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo bởi mưa dầm, mày lại héo dây. Trời ơi, hay quá. Hay tuyệt vời luôn nha trời. Hay mà xúc động luôn nha. Hay quay quay mà kiểu là hát mà là nhập tâm luôn á. Đúng rồi, tố chất này tố chất ca sĩ rồi em ơi. Đừng bỏ từ bỏ đam mê. Anh quay em ngại quá trời. Ngại gì đâu. Quay vui mà, anh cũng có kênh YouTube mà, tối tối đi quay lấy máy quay có cái gì vui vui cho mọi người coi chơi. Dạ. Sợ mất xe hay giờ nhìn vậy? Dạ đúng rồi. Mình hay như vậy á, Sài Gòn khó. Sài Gòn mình không có xe nó khó di chuyển. Ủa nhà đông anh em không? Nhà em có hai anh em à. Hai anh em à. Em là anh trai lớn. Thì em còn người em nhỏ nữa. Với lại cha mẹ thì khổ quá. Rồi cái thời điểm mà mẹ em hạ sinh thằng em á. Trời, dùng từ hạ sinh nghe ghê vậy. Trời ơi, cái câu mà nó nói từ hạ sinh nghe. Nghe lâu lắm rồi đó nghe. Trên phim kiếm hiệp anh mới nghe đó. Chắc này là về fan kiếm hiệp đúng không? Giờ nhỏ cũng có coi. Rồi gia đình thấy cực quá. Cái em thấy thôi mình hy sinh, mình nghỉ học, mình đi làm, mình phụ cha mẹ, mình trả nợ. Rồi nuôi em. Giỏi quá trời, 22 tuổi mà lên trên Sài Gòn đi làm rồi để phụ cha mẹ trả nợ đi nuôi em, quá em, giỏi em, luôn rồi. Em lên Sài Gòn em đi làm bảo vệ nè, rồi vừa gửi tiền cho gia đình mà coi như là kiếm một vài đồng mình giữ riêng mình để sau này ví dụ như mình mê hát á. Em mê hát từ nhỏ nãy nói anh nghe đó. Rồi, đúng rồi, em hát hay quá mà mê phải rồi. Ví dụ như là sau này có tiền á mình đi học, em cũng muốn mình đi hát giống anh vậy đó. À, nghĩa là giờ cũng đang đi làm để đúng kiếm rồi. Tiền để mình đi học thêm về thanh nhạc đúng không? Đúng rồi. Ngoài cái hát dân ca đó đó, em còn hát được dòng nhạc nào nữa không? Dòng nhạc em mê hát mà em hát được nhiều lắm. Bây giờ là nhạc trẻ cũng có, bolero cũng có. Hồi xưa em có hồi lúc mà còn 16 17 tuổi á. Thời đó em có viết nhạc rap nữa. Trời trời, lạ nha. Ê, mà nhạc rap bây giờ đang lên nha. Trên truyền hình với game show bây giờ là thi nhạc rap là nhạc dữ dằn lắm đó. Nhạc em nói viết chơi hà, cái nhà đầu lúc rảnh em mới viết chơi cho vui. Chứ em không giống như mấy anh chị đó. Ủa, thì đúng rồi, nhưng mà ý nữa là nhạc rap là giờ bây giờ là chất lắm nghe là chưa. Và bây giờ là nhạc rap giờ chất lắm. Dạ. Bây giờ này, quất thử một cái bài nhạc rap mà của em viết rồi. Mình đang nói chuyện với cái thằng nhóc ở trong công viên á mọi người. Thì nhìn ra ngoài đường cái chỗ chiếc xe mình đậu á, thấy có mấy người đang lảng vảng với một cái ý đồ mình cảm chắc là họ đang muốn làm chuyện ác á. Thôi mình cứ rủ thằng nhỏ này nó ra ngoài này nói chuyện tiếp chứ ở chỗ nguy hiểm quá. Ra này đi em ơi chứ ở chỗ nguy hiểm quá. Đây vậy á, bữa giờ anh mới thấy. Thì anh có biết đâu. Bữa giờ anh mới ra anh vậy chứ bữa giờ em để ý lắm. Thôi đứng làm ngồi đi. Đây nè, ngồi đây đi. Rồi gần xe luôn. Tại em làm bảo vệ em để ý, còn anh có để ý đâu. Nhìn thấy bọn nó là mình nghi là cái bọn ác rồi. Anh đi xe gì á? Xe củi mà. Xe ghim đó. À chiếc đó nè hả? Ừ. Ừ, nãy hỏi tiếp câu chuyện cái. Thì nói là một lần em có viết gáp đúng không? Dạ đúng rồi. Viết gáp anh cũng thích lắm. Nhưng mà hình như là đọc không có ra vậy chứ. đúng rồi, mình phải mê mình mới hát. Không có cái máu. Bây giờ em thử gáp tặng anh một đoạn ơi. Một cái bài nào đi. Thôi, lâu rồi em đâu có viết đâu.
Bây giờ là không có viết gì trơn á, bây giờ là đang trời đêm khuya nè đúng không? Đó, bây giờ đâu em mới hồi chiều có mưa đó, thì bây giờ em quất cho một cái đoạn nào mà giống như tự tự suy nghĩ ra, tự viết trong đầu mà chơi liền thử đi. Anh thích gáp lắm. Tự viết hả? Thì tự nghĩ ra rồi chơi luôn. Vậy không có đăng nha. Đăng biết gì trời ơi, thằng này nó cứ sợ mình đăng, đăng nó sợ mày đăng mày nổi tiếng hay sao? Không, em tắt máy 15 phút đi, em biết chút xíu em nhảy ra. Ok. Rồi, nãy giờ về nhẩm xong rồi nha, bây giờ là hát tặng anh một đoạn nhạc rap đi, tao bắt cảnh xa luôn nè, đứng lên đàng hoàng nha, mới đẹp. Đứng lên hả? Đứng lên kỳ quá. Kỳ gì vậy, thằng này nó cứ hay mắc cỡ nha, mê hát mê hò mà sao mắc cỡ được. Giấc này giấc khuya rồi, người ta đi ngang, người ta tưởng hai anh em mình bị điên. Không sao đâu, nghệ sĩ mà điên điên gì đó. Không ngồi được hả? Đứng đi. Đứng đi cho nó màu sắc, anh thấy mấy người gáp hay cái gì cái tay hay xỉa rồi đó. Kỳ lắm. Kỳ gì mà kỳ, thằng này. Anh kêu em mới viết lại chứ bỏ lâu rồi. Thì thôi. Coi như là tặng anh đi. Khuya rồi. Tặng cho tối nay về ngủ ngon. Rồi đứng lên nè, chuẩn bị để coi, mình coi đây là sân khấu nha. Ok. Ok, để là bắt cận cảnh cái nhép cái đúng nhịp không nè. Mà không có nhạc. Rồi không cần nhạc, chơi thôi. Yeah. Rồi. Thôi làm chơi nha. Yeah. Dạ. Đã anh kêu em mới làm đó. Ừ thì anh yêu cầu mà anh tặng anh mà. Okay. Rồi bắt đầu nè, 2 3 quất. Đêm nay Sài Gòn lại có mưa. Mẹ wow. Ơi bây giờ đã ngủ chưa? 12 giờ đêm con còn phải rong ruổi tâm tư trong lòng thì không có chỗ chứa, bên trên đất sẽ thành người chật và đông. Do mày biết phương xa mày vẫn ngóng vào trong. Vậy thì còn bất hiếu nó mày chưa thể về và tài khoản bây giờ vẫn không đồng. Cool. Lắm lúc còn nhớ từ gia đình. Xa quê xa xứ của tôi nay thì vô định. Ok. Nhưng mà cố gắng với... Hay quá rồi. Nhưng mà cố gắng với vượt qua từng ngày, mẹ ơi thân trai là phải biết hy sinh. Để cho gia đình mình luôn được êm ấm. Chúc khu cực có xá chi. Dù xa cách có bao năm, lời mẹ dạy con luôn luôn có giá trị. À. Hết thổ tài. Rồi như đó là, anh thấy là nhiều đó là thấy đủ tố chất rồi, hay quá. Đã anh kêu em viết đại chứ. Lâu lắm rồi không có viết. Quay nói là, chứ quay là đừng có đăng nha. Đăng chi, nói chứ là gì nè. Mình có đam mê á, thì giờ em cứ đi làm đi, rồi có đam mê thì mình cố gắng mình học tập, phải biết đâu một ngày đó mình đi hát là sao. Em mong vậy đó. Thì giờ mình thương cha thương mẹ quá chứ. Nếu mà em mà không có vậy như mà mình làm nhiêu mình giữ hết bao nhiêu tiền á thì mình có dư mình học rồi. Rồi đây... bây giờ nè cũng khuya rồi, mình anh em mình cũng phải gần về. Bây giờ trước khi về hát tặng cho hát tặng cho anh một cái bài dân ca nữa đi. Hai dân ca nữa. Một bài dân ca thôi, dân ca. Dân ca thì em khoái chứ. Cách không có khoái đâu. Mà quay đừng có đăng nha. Rồi dân ca đi. Dân ca. Coi có ai không? Dân ca bài gì vậy ta? Mà để em nhớ đó. Nhớ không? Tự nhiên nha. Quay cái em quên mất tiêu hết luôn. Một điều dân ca sao mà nghe thấm đượm ân tình, dòng hò ngân nga nghe náo nùng ai quang người ơi, như thương như nhớ như mong chờ trên những chiều xưa. Nhìn lục bình trôi về đâu xa mãi nơi nào, lòng đau xót xa nghiêng ngờ, người đi đành phụ tình nhau, tiếng mưa rơi ướt đẫm bên thềm, bao giọt sầu thấm ướt tình anh, còn lại đây với bao đêm buồn,
bao đêm dài thao thức chờ mong. Hay quá, em quên. Nói với là em hát hay đó, rồi chúc em là sẽ mau đạt được ước mơ của mình, hy vọng là khán giả sẽ yêu mến em, rồi một ngày đó em sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, lúc đó là nhớ cho xin chữ ký nha. Nhớ là biết kiếm anh đâu. Nhớ biết kiếm anh đâu. Dễ kiếm lắm, lên kênh Trọng Cà Mau là gặp anh nha. Mà anh cho em quá gian khúc được không? Ok. Tại em cũng ở gần đây nè. Rồi. Để cho em quá gian nha. Ok. Mọi người ơi, thì vừa rồi thì Trọng đã gặp được em trai tên Khánh. Thì qua tâm sự thì biết là em là đam mê ca hát, mà hát dân ca rất là hay nha mọi người. Và đặc biệt là có cái tài đọc rap đó nha. Suy nghĩ ra Trọng chỉ yêu cầu hát mà trong vòng chút xíu xíu thôi mà suy nghĩ ra được một bài rap cũng hay, cũng ý nghĩa. Trọng xin chúc cho tất cả mọi người là có một ngày mới làm việc thật là vui vẻ. Và nhớ ủng hộ kênh của Trọng nha. Nhớ ủng hộ cho con bé này nó trở thành ca sĩ nha mọi người. Gặp nó nói chuyện buổi tối này vui quá. Bye bye mọi người.